Thầy chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải bài số 3 trong phần ôn thi. Thì trong bài số 3 này mình cũng có 7 project. Trong project số 1 này thì có 7 task. Thì mình sẽ đi giải từng task một. Task số 1 thêm một cái smart arc có tên là vertical poetry nè. Bên trên cái tiêu đề cái nội dung là wilderness summary. Mình tìm mấy chữ này nha. Đây. Để anh chọn bên trên, mình vô insert, mình chọn là smart arc. Rồi trong đây mình tìm danh sách này. Rồi kế tiếp mình tìm cái tên đây, mình chèn ra. Rồi tiếp theo mình thêm cái chữ YOI cấp 1 nè, mình ấn mũi tên nè, mình để ở đây. Rồi kế tiếp cái này cấp 2. Rồi cái này cấp 1. Rồi cái này cấp 2. Đó, rồi. Xong. Câu số 2. Mình thêm một cái bảng dạng magic vào cái ở trong cái section add note này, mình tìm nha. Ctrl C. Mình tìm Ctrl C đây. Mình ấn nó này bên dưới, bên dưới cái dòng, mình tìm đây, đây phần harvesting này. Mình vô table, mình vô cái quick table, mình tìm cái tên nha, cái tên đây magic này. Rồi ra cái bảng xong. Câu số 3, gộp tất cả các ô ở dòng cuối ở bên dưới cái bảng. Mình tìm cái tên bảng nha. Đây, tên bảng này các bạn nè, cái dòng cuối cùng đây, và sẽ bôi hết và mình sẽ dùng chức năng này gộp ô. Mình vô phần bố cục á, nó có nút là đây mật cell. Rồi gộp ô xong nè, thành một ô duy nhất nha. Rồi câu số 4, ở trong dưới cái bảng bảng này luôn, mình sẽ định dạng cái dạng là table. Để anh chọn đây, để anh chọn trong bảng này, mình sẽ design mà tìm cái dạng x nha. Đây rồi table 4 hoặc scene 2 được chưa. Rồi bên ra và mình trong option đó nè, mình sẽ tô theo nè, tô theo xen kẽ, mình tô xen cái dòng nó có rồi thôi, nó mất nè, đó được chưa, xen cái dòng rồi đánh dấu vô. Câu số 5, thêm cái mình sẽ định dạng cái title, cái style kiểu title cho cái nội dung. Thầy tìm cái nội dung này đây, mở ảnh chọn nó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn heading mà cái này cái kiểu title nằm bên đây nha. Title đây, tương tự mình sẽ dùng cái chức năng là cái style cho heading 1 cho chữ introduction. Mình tìm tiếp nha. Đây mình sẽ cái chữ này á yêu cầu định dạng heading 1, mình chọn heading 1. Rồi nó nói sao, dùng chức năng format painter để mình copy cái định dạng này cho các cái tiêu đề này. Thì mình chọn đề nè. Rồi mình tương tự mình tìm, có thể mình tìm tiếp cái chữ thứ hai đây, wilderness summary, quét hết. Rồi tương tự mình sẽ để in nha, mình tiếp cái chữ ở đây bôi hết và để in, mình chọn tiếp cái cuối cùng
Chứ cuối cùng đây, và thầy vừa dùng chức năng format painter, nghe copy bên định dạng từ thằng introduction ban đầu sang ba cái dòng bên dưới. Thầy qua câu số 6, repeat header của cái bảng. Thì trong bài mình có hai cái bảng, nhưng mà cái bảng đầu tiên á, cái bảng này nó nằm trên hai trang. Thì trang 1 có tiêu đề nhưng mà trang 2 không có tiêu đề, thì người ta yêu cầu mình định dạng chỉnh làm sao mà trang 2 cũng có tiêu đề. Thì mình để con chọn trong dòng header, ở trong phần layout mình chọn dòng repeat header row, kiểm tra nha, được chưa? Đó, đánh dấu vô. Câu số 7, câu cuối cùng trong bài số 1, khoảng cách dòng cho cái đoạn văn bản double cho cả bài, thì ấn Ctrl A, rồi mình cho nên mình chọn là double hai dòng, được chưa? Rồi đánh dấu. Rồi thầy vừa dẫn em dạy xong cái bài số 1 của bài OT số 3, thầy ấn submit, thầy ấn save và thầy qua tiếp bài số 2. Trong bài số 2 này cũng có 7 project nha. Số 1, task 1, 7 task. Trong bài số 2 này có 7 task. Mình chèn thêm cái hình két phía sau cái chữ liberty, mình tìm chữ này nha. Trên C à, đây nè, nó có nè. Phía sau chứ không phải bên dưới nha. Phía sau after, mình vô insert, mình vô picture, mình tìm cái document, tìm mode Thủ Đức, tìm tiếp chữ két. Rồi, là phía sau nè. Đó. Rồi. Kế tiếp mình resize nó là chiều cao 1.5 đây, chiều cao 1.5 nè. Rồi. Kế tiếp ở đây mình sẽ bỏ 1.5, thì trong đây nó có cái chức năng là aspect ratio, thì yêu cầu mình chọn nó. Thì nếu mà chưa chọn nha, mình chọn rồi thôi. Nếu mình chọn nó là khi mình thay đổi chiều cao á thì chiều rộng thay đổi theo. Còn mình không chọn nó thì khi mình thay đổi chiều cao thì cái chiều rộng nó cố định. Ở đây nó yêu cầu là gì? Là chọn cái chức năng aspect này thì mình chọn vô. Cancel nha. Rồi. Sau đó là cái vị trí cái hình ở bên trên trên phải của cái dạng là square, thì đây mình vô position, mình chọn ở top right nè, top trên phải dưới đây, top right where text wrapping đó. Rồi xong, và áp dụng cái metal cho style picture. Mình vô mình tìm cái style metal nha. Đây, metal round rectangle. Đó. Rồi xong. Vậy cái câu này có rất nhiều ý nha. Chèn hình là 1 nè. Rồi chỉnh kích thước là 2 nè. Vị trí là 3 nè. Hiệu ứng là 4. Câu này tới 4 ý đó. Rồi câu số 2. Convert là chuyển đổi cái bảng. Từ chữ mid từ chữ mid à. Đây bạn này ở trong cái bảng hai cột 5 dòng, mình sẽ bôi đây, bôi hết cho tới 2.50, và mình sẽ đổi cái bảng vô insert table và chọn là convert text to table. Ở đây yêu cầu mình là hai cột 5 dòng, thì máy tự động hiểu hai cột 5 dòng và nó không có yêu cầu gì hết, thì những cái này để mặc định hết, không có chọn gì hết. Ok. Rồi, hai cột 5 dòng. Đánh dấu. Câu số 3. Áp dụng cho cái bảng bài mình thì chỉ có một cái bảng thôi. Rồi, cho cái bảng nha. Và mình áp dụng là reachable 5. Accent 4. Rồi. Sau đó mình sắp xếp cái bảng
tăng dần theo cột rai đây, và mình sẽ vô cái phần ở với ao mình chọn sort. Ở đây mình chọn cái cột và cột rai, và mình chọn là ascending tăng dần, thì đây mình đang có số này 9 này, 9682 này, ok một cái thì nó 2689 tăng dần. Rồi đánh dấu vô câu số 4 là thay đổi cái chữ à, mình đổi sang dạng hoặc ạc á, mình copy nha, copy cho nhanh, rồi chọn nó. Bây giờ này qua insert rồi vô hoặc ạc, chọn ra file fill overin đây, save bv. Rồi thì cái chữ nó đè lên cái hình kẻ nó nha. Câu số 5 áp dụng cái intent reference cho cái văn bản này, mình copy, mình cần C, mình tìm nó, anh ít xóa đi nha, tìm nó, chọn. Rồi qua đây mình chọn cái intent, đây intent, không phải intent reference, intent reference đây, đây intent reference này. Rồi xong. Câu số 6 dùng chức năng format painter để copy định dạng của cái chữ catering. Thầy tìm chữ này nha, tìm chữ này. Nó là nó nè. Rồi. Mình sẽ bôi chọn là cái và chọn là copy định dạng. Và mình copy tới chữ cat tới, mình tìm nha, cat cat tới. Nó nằm đâu đây, cái đây, bôi hết lại nha. Rồi mình nhấp đây cái, rồi mình bôi vô cái đấy đây, rồi nè, rồi bỏ tay ra cái á, giờ sẽ copy định dạng của này xuống nè, được chưa. Rồi câu số 7, rồi câu số 7, task 7, định dạng 7 đoạn văn bản ở bên dưới cái catalyst, mình tìm cái catalyst nha. Rồi Ctrl C, mình tìm đây bài dập này. Mình sẽ yêu cầu định dạng là danh sách kiểu số, nhưng mà dạng ABC, mà đây, ABC ABC đây. Rồi kế tiếp là cấp, là sau đó hãy bắt danh sách này ở cuối bài và khởi động lại cái số bắt đầu, copy nha, mình sẽ copy vào là cuối danh sách. Ở đây nếu mình nó ra tiếp cái chữ h e f r h i k thì mình sẽ kích phải, mình chọn là re, kích phải và mình chọn là cái data nha, nhưng mà đây cái số nó bắt đầu a rồi thôi. Rồi thay đổi cái số trong danh sách số 2 thành dạng số, nhưng mà có thêm cái parenthesis là cái dấu ngoặc ở phía sau con số. Mình bôi hết nha, bôi hết chỗ này, mình sẽ qua đây, mình chọn cái dạng này. Đây rồi xong. Vậy thầy vừa hướng dẫn em dạy xong cái project số 2 của bạn con thi số 3. Bây giờ mình sẽ qua cái bài số 3. Rồi trong cái project số 3 này mình có 7 task. Task 1 dùng chức năng go to để nhảy tới bookmark có chữ all new và xóa cái đoạn văn bản này đi. Mình vô go to, mình tìm bookmark nha. Ở trong đây chỉ có một cái all new thôi, mình go tới thì máy nó tô mình cái dòng này, thì mình mở lại nha, nó mất tiêu rồi. Rồi mình chọn go to, bookmark go to, rồi đóng xóa nè, và ấn nút delete trên bàn phím á, rồi đánh dấu. Câu số 2, áp dụng cái style retrievable action 1 cho cái bảng. Rồi mình để bảng mà thôi, không cần chọn hết, trong bài của mình chỉ một cái bảng thôi. Rồi mình sẽ vô change design, mình chọn read, mình chọn là
Table 4, Scene 1. Xong. Câu số 3. Chèn thêm ký tự register ở cuối cái company, cái tên của tiêu đề. Mình tìm cái tên này nha. Không thấy. Cái tên Baricam à. Cái tên đây. Mình đã chọn đây. Thường là trước chứ dấu chấm nha. Insert mình vô symbol, vô cái more symbol, mình vô cái thẻ basal character, mình tìm cái thẻ cái tên là register. Rồi. Dấu R nè. Khi mình chỉnh xong á thì cái chỗ này sẽ có dấu R. Dư rồi, dư xóa đi. Rồi, xong. Câu số 4. Xóa tất cả thông tin cá nhân, mình vô file, mình chọn eBay và chọn Z. Mình chọn eBay và mình sẽ remove cái chức năng đắp của mình rồi một tí personal information remove đắm vô. Xong. Câu số 5. Thêm vào cái chỗ status cái chữ require vô file info, chọn mình chọn đây là show all và cái chỗ status này mình gõ vô xong ấn hết ngoài nha. Rồi back ra các. Rồi xong, đánh dấu vô. Câu số 6. Chỉnh sửa cái của nó, citation sụt thì mình vô cái reference đó, nó có phần manager sụt này, mình sẽ chọn cái tên và mình edit nó và mình sửa, mình sẽ thêm trong ô year đây, mình thêm mà 2020. Ok. Rồi mình sẽ đúng rồi, ok, nắm luôn nha. Rồi, đánh dấu. Câu số 7, câu cuối cùng. Convert cái bảng sang dạng test mà khoảng cách của hai cột trong bảng dấu tab. Rồi, cái bảng nha, cái bảng. Rồi mình sẽ bôi hết, mình vô phần layout, mình chọn là convert to test. Ở đây mình chọn là khoảng cái hai cột này là dấu tab. Ok một cái. Dấu tab nè, được chưa? Rồi. Rồi, thầy vừa hướng em dạy xong bài số 3 của bài ôn thi số 3. Thầy qua cái rủ test số 4. Trong rủ test số 4 này mình có 4 test thôi, 4 test. Test số 1. Highlight mình tô lên cái sau and you get to see first, mình tìm nha, Ctrl C. Rồi, mình chọn luôn, nhấp đây cái. Rồi, mình vô cái highlight mình chọn màu xanh. Right, green, rồi xong. Câu số 2 work at cho cái chữ data show. Nó còn không? Rồi, tìm nha, tìm chỗ này. Rồi, mình chọn nó. Rồi, mình vô insert, mình vô work at và tìm cái chữ là gradient fill. Gradient fill ray màu xám. Đây, màu xám nè. Rồi. Cái chữ này mình sẽ định dạng nó là center canh giữa. Thì mình sẽ vô ROI của center. Rồi, center. Rồi, kế tiếp. Bên trên. Rồi, kế tiếp. Câu số 3. Tìm thay thế cái chữ patron này thành chữ member. Mình vô relay nè. Mình sẽ tìm cái chữ patron này thay bằng member. Mình ấn nút reown nha. Mà thay được hai từ. Rồi, mình dấu. Câu số 4. Câu số task 4. Thêm một hình vẽ horizontal scroll rule có test limit upper. Rồi, thầy vô C thì tới cuối ở bên dưới nha, bên dưới mình sẽ vẽ insert shape, mình tìm cái hình đây
horizontal scroll này vẽ ra. Rồi cái nội dung bên trong mình gõ bát vô. Rồi kế tiếp mình cho hình này nằm ở bên dưới trái của trang nha. Mình dưới đây toàn bay nè, ở I to bay. Và mình chọn tiếp ở bên dưới, ở bên trái, rồi và bên bất tần dưới nằm góc này nè, thấy chưa? Thu nhỏ xem đó, bên dưới của trang. Rồi xong, thầy vừa hướng dẫn em dạy xong cái bài rồi test số 4 của bài số 3 để anh submit. Thầy sẽ qua tiếp cái bài số 5. Trong cái bài số 5 này mình có 6 task. Task số 1, chèn thêm dấu bay red ngay phía trước cái tiêu đề room ghi. Mình tìm chữ room greening nha, room greening. Rồi phía trước nè, mình vô layout, mình vô red, mình tìm cái chữ bay red, bay đây, bay red nè. Rồi mình có thể mở cái mã mình xem nha. Đó, bay red đánh dấu. Câu số 2, thêm số trang bên dưới mỗi trang ở dạng rectangle footer 0.3. Insert nha, mình chọn page number button. Rồi mình tìm tiếp cái chữ cái dạng bracket 2. Đây này, này thấy rồi này, bracket 2. Vừa kéo nó qua xong. Bóc vào chữ bracket 2. Đây, cái dạng mà có hai dấu ngoặc tròn bao số trang á. Rồi, quan trọng thứ hai nha. Cho footer button là 0.3. Mình nhớ đây, footer form button mình chỉnh là 0.3. Đó, 0.3 nha. Rồi đóng vô. Rồi. Câu số 3. Chèn thêm ký tự register ở cuối cái tên của công ty ở trên header. Thì trong header tên lên nè, để đây. Mình sẽ insert, mình chèn thêm một cái chữ register trong cái base. Mình chọn register, mình chọn insert, mình chèn vô chia R nè. Rồi xong. Câu số 4, thêm cái chữ watermark do not copy một vào tất cả các trang. Mình vô design, tìm nút watermark, tìm tiếp cái dòng là do not copy một, mình kéo mình tìm nha. Nè, do not copy một nè, chấp đây một cái thì trang này không có hết. Đó, anh làm có hết. Rồi xong. Câu số 5. Hai cái số rất trên bắt đầu. Số 9. Mình tìm chữ Leon My O. Rồi Leon My O. Không thấy. Đây. Chữ Leon My O nè. Thì nó bắt đầu số 1. Và trong bài mình yêu cầu chỉnh sửa để danh sách để bắt đầu từ số 9 thì mình sẽ bôi hết bảy dòng này. Mình vô trong phần định dạng số, mình cần chọn dòng và set numbering value này. Là mình sẽ thiết lập một cái số giá trị số và chỗ này mình chỉnh là số 9. Xóa đi. Số 9 thì cái số bắt đầu số 9 thay vì số 1. Ok nha. Nè, 9, 10, 12, 14 âm này, được chưa? Rồi, xong. Câu số 6 của cuối cùng của bài số 5. Ở danh sách đầu tiên, bài mình sẽ có nhiều danh sách nha. Thì không có này, danh sách là cái dạng chấm chấm á. Đây, danh sách tên này. Mình sẽ dùng cái thay những dấu mà mặc định thành tròn tròn này thành một cái hình by rider. Mình bôi hết, mình vô cái phần bullet, mình chọn là define new bullet, mình định dạng cái mới á. Và đây cái hình mình chọn là picture và mình chọn là form of file.
Ở đây mình tìm cái dòng My Document Mode của Đức, mình tìm cái dòng By By Rider nè, tab nè. Rồi mình OK nha, OK. Rồi xong. Thầy vừa hướng dẫn em dạy xong bài số 5 của bài ôn thi số 3. Thầy qua ấn Submit, thầy qua cái project số 6. Rồi, trong cái project số 6 này mình có 7 task. Ở trong task số 1 nó yêu cầu mình thay đổi khoảng cách dòng của cả bài 1.15 dòng. Mình chọn Ctrl A, mình vô cái thẻ Home, mình vô cái bar wrap, mình vô cái phần line and bar wrap spacing, mình chọn 1.15. Rồi xong, nó dấu vô. Câu số 2, áp dụng cái thêm bên cho cả bài, mình vô design, mình chọn tại thêm và mình đóng cái tên nha, đây nè. Đó. Rồi câu số 3, áp dụng cái style intent emphasis cho cái dòng unwork này, mình chọn C, mình tìm nó rồi mình chọn nó nha. Rồi và trong cái home á, mình nhấp vô cái nút này cho nó sổ tên số mình dễ tìm, rồi mình chọn intent emphasis nè. Rồi xong, đóng vô. Rồi câu số 4, mình chèn thêm cái header dạng integral, mình vô insert header nè, mình tìm đúng cái tên nha, cái tên đây, màu xanh xanh nè. Rồi mình sẽ copy cái tiêu đề này, mình sẽ ở đây kích phải nha, mình chọn là keep test only thôi, mình đóng vô. Chưa bị sai, mình copy sai rồi, edit nha, chỗ này sai rồi. Mình copy lại cái này nè, dòng này nè, bôi hết, Ctrl C, rồi bát test. Rồi xong, anh dấu vô. Câu số 5, tạo thêm bookmark return cho cái dòng do not return, mình tìm cái chữ do not return đây, bôi hết nó, mình vô insert, mình vô bookmark và mình thêm chữ return đây, được chưa, thử nha. Đây mình vô go, mình vô bookmark này, mình thêm return go to nè, bôi hết được cho mình nè, chưa. Rồi câu số 6, áp dụng cái khung border, mình vô design, mình vô cái phần bay border, mình chọn này book, rồi cái này là Protect 2 đây. Rồi 1/2 rồi, OK. Rồi xong, câu cuối cùng task 7, dùng chức năng go to bookmark nhảy tới return. Đây vừa thay nơ xong, go to chọn bookmark, chọn return, go to tới đó, xong. Thầy vừa hướng em dạy xong cái project số 6 của bài ôn thi thứ 3. Thầy có bài project số 7, bài cuối cùng của cái bài ôn thi số 3. Trong project số 7 này mình có 7 task. Thì trong task số 1, mình di chuyển cái hình mà chứa cái cốc cà phê ở bên dưới cái chữ for coffee. Đây, di chuyển nha, mình kích phải, mình cắt nó, cắt rồi bên dưới cái tiêu đề thì mình đánh chọn đây, enter một cái và mình bắt nó ra đó bên dưới. Rồi kế tiếp là mình thêm một cái hình vào bên dưới cái test slide bar này nè, thì mình sẽ thêm mình đây, mình insert picture, mình tìm document, tìm cái chữ cat playback đây nha. Rồi nhớ cái này gọi slide 3 nha. Rồi câu số 2,
định dạng cái hình, cái hình copy á, đây hình copy một cái hình ta, đây mình vô cái này cái picture effect, effect bị và chọn là shop là do bị mình tìm thôi, đây shop này. Và cái cột hai dòng hai, rồi mình dấu vô câu số 3, chèn thêm cái file doc và bên dưới đoạn bên bản what are you looking for, mình tìm nha, đây tên chọn đây, mình vô insert, mình vô cái test, mình chọn là từ một file test và mình tìm cái file mode đức, mình tìm vô data đây, rồi xong. Câu số 4, sắp xếp cho cái smart ad đây, cho cái chữ Orenicoro lên trên thì mình chọn đây, cái nhấp mình chọn nè, là mình cho cái dòng số 3 nè, còn vô phần design á mình chọn move up 1 2, rồi xong. Cho cái chữ undo lại sai rồi, mình cho cái chữ Orenicoro này trên cái carefully một nấc thôi nè, thấy chưa, chứ mình chơi tất cả sai nha, một nấc thôi. Rồi đánh dấu. Câu số 5, thay đổi smart ad gian score full 4 năm. Rồi Metalix đây, cái dòng cuối cùng á, rồi đánh dấu. Câu số 6, tạo liên kết cho cái chữ for copy, tìm kiếm nó, rồi ở đây nó có rồi, mình chọn nó copy nha, rồi mình vô insert, mình chọn hyperlink và mình mát cái chọn trang web nha, mình mát đây, ok. Câu cuối cùng, câu số 7, định dạng cái từ 50 năm mình tìm nha, rồi 50 năm to nó, 50 năm, rồi mình cho nó màu đỏ, cái tép màu đỏ, gạch dưới dạng quay màu đỏ, mình vô home, mình vô align, mình tìm bằng quay đây, nó quay align nè, thứ hai cho màu đỏ nha, màu đỏ, rồi và mình tô lên màu light, tô màu lên, rồi và mình chọn on cap đây, on cap rồi, chưa to rồi, mình cho on cap, nó phải cao nè, được chưa? Rồi, này vừa hướng dẫn các em giải xong 7 task của cái bài rotate số 7 của bài số 3, bài ôn tập cuối cùng. Thầy chào các em.